cả nhà ơi, trước mặt chúng ta là một cái mặt bông đại lộc nè cả nhà. Hôm nay em giới thiệu cho mình quá trời luôn, thì hôm nay cái bông đại lộc bên vườn em nó đã có rồi nè cả nhà. Đây, mặc dù đây là chỉ là bông gió thôi và cây này chỉ là cây nhỏ chơi Tết thôi cả nhà, nhưng mà mặt bông của nó ok như thế này thì mấy anh chị mình thấy đó, đó cực kỳ to luôn. Ngón tay của em nó to tầm khoảng 4 ngón nè, thì dao động tầm khoảng là 6 phân đi lên ha. Đó, hoa rất là đẹp luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho chúng ta một cái lô đại lộc hàng mini chơi Tết. Đây, nó là cây mini cùng loại nè. Mấy anh chị mình thấy nè, ai mà hôm nay đã có sưu tầm cái lô này rồi á thì anh chị mình sưu tầm nữa đi. Tại vì em về cái lô này ha, đế nó còn nhức nhói con tim hơn hôm bữa nữa nè cả nhà. Cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đế nè, đủ kiểu nè. Rồi là bao nụ trên cây đầy đủ cho mình luôn nha cả nhà. Lô này hết sảy rồi nè. Nụ nè. Đại lộc này nó nụ nó khi mà nó làm bông á thì cái nụ nó vàng ươm luôn cả nhà. Vàng giống như bông lúa của mình vậy đó, nó vàng lắm, vàng luôn. Rồi hàng này hiện tại là bên em đang có giá cực kỳ rẻ luôn nha cả nhà. 50k một cây. Em giao lưu một combo 5 cây như thế này, giá chốt đơn bao ship chỉ còn có 250 thôi cả nhà. Số lượng cây thì bên em về số lượng rất là nhiều luôn ha. Anh chị nếu mà có quan tâm cái lô mai đại lộc này thì alo cho chích vào bông bên em nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi ạ.